không có nhiệm vụ ở trên sàn đấu xuống nha, ngoài trọng tài và phóng viên. Bốn trọng tài mỗi là hai bên. Hai vận động viên tập trung vào để ý trọng tài. Vào thi đấu toàn năng như này thì bốn trọng tài sẽ bắt trực tiếp, chính vì thế mà hoàn toàn công bằng. Anh em mình chỉ nghĩ sang bên Đức sang một lỗi, em đang thử tay. Một lỗi phụ. Hai lỗi phụ thì sẽ là một lỗi chính. Cái này đặt chân đây. Hay lắm. Cái này đặt chân đây, đặt chân đây. Cái này chết rồi. Chưa bao giờ. Sang nước. Tập trung vào trọng tài, đừng có nghe quá. Tôi xin nói lại nhá, bốn trọng tài này là người quyết định hoàn toàn trận đấu. Không có một người nào, ví dụ như kiểu là có bạn nào hay như nào nói những thứ, các bạn đừng để ý, đừng quan tâm. Bốn trọng tài là người sẽ đẩy quyết định. Trọng tài chưa được dừng thì vẫn Về tay Đức ơi. Thôi. Cổ tay Đức rồi. Buông vai Đức ơi.
Đang trong tư thế đan, thẳng cổ tay, giữ nguyên cổ tay, đóng cái, go!
Đánh tinh mù nhờ. Công công là tinh mù. Đánh tinh mù nhờ. Hiếu ơi, tập trung nào. Hiếu ơi,
xoay ra buông vai nghỉ ngơi 2 phút, 5 phút thì sẽ máy này còn quay không em ơi, máy còn quay không? Đó, một trận giữa ba người tổng cộng là Hiếu, Tuệ và Kiên. Thì khi mà chúng tôi cũng còn liên liên thì trận đầu tiên 3 người sẽ mấy vòng tròn để tranh nhất toàn năng, đó là Hiếu, Tuệ và Kiên Trần. Ba vận động viên này sẽ được bỗng thăm ngẫu nhiên, nếu không có sự sắp đặt gì cả, ngẫu nhiên luôn sẽ đấu vòng tròn và theo vận động viên xuống đi thắng thua và sẽ theo tính chất đối đầu. Đấu vòng tròn tiếp theo, còn 3 vận động viên sẽ đông trận đấu để nghỉ ngơi và sản xuất. Đấy, thế hệ trẻ đang lên ngôi và thay thế thế hệ già. Thật tuyệt vời cho thủ đô, còn tài năng trẻ số 1 Thái Nguyên.